Xin chào tất cả các bạn. Ở trong video ngày hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tự điều chỉnh độ cao thấp đèn chiếu sáng của dòng xe Everest 2025. Mặc dù thì cái cách điều chỉnh nó cũng không khác gì mấy so với những cái phiên bản cũ là năm 2023, năm 2024, nhưng mà mình cũng xin phép làm một cái video riêng về dòng Everest 2025 này cho những bạn nào quan tâm. Và đây thì mình sẽ lấy chiếc Everest 160 phân khối bản thể thao để làm mẫu. Các bạn cũng có thể tạm hiểu đây là phiên bản có giá thành cao nhất. Và cho những bạn nào quan tâm thì bản thể thao này đang có giá khoảng độ 61 triệu đồng chưa bao gồm tiền đăng ký. Còn bạn nào không thích bản 160 thì các bạn hoàn toàn có thể lấy sang bản 125. Nó cũng có màu phiên bản thể thao 125 phân khối và giá của bản 125 phân khối khoảng 46 triệu đồng và tất nhiên là cũng chưa bao gồm tiền đăng ký rồi. Còn bây giờ thì cùng mình bắt đầu vào chủ đề chính của video ngày hôm nay nhé. Ok, đầu tiên thì chắc chắn là các bạn cần phải dựng xe bằng chân chống chính, tức là chân chống đứng ở một nơi có mặt phẳng rồi. Và nếu như ở phía trước các bạn có một cái bức tường thì các bạn sẽ điều chỉnh nó dễ hơn. Bởi vì cái dòng xe Everest này khi các bạn mở khóa cái này là đèn nó sáng luôn, chứ nó không có công tắc tắt đèn. Chắc chắn là các bạn biết rồi, những dòng xe Honda hiện nay thì đều đã bỏ công tắc tắt đèn rồi. Tức là khi nổ máy hoặc là mở khóa thì đèn sẽ sáng luôn. Còn dụng cụ chuẩn bị thì rất là đơn giản thôi. Dòng Everest 2025 này thì nó có vẫn còn cái bộ đồ nghề kèm theo ở dưới yên, tức là cụ thể là dính ở cốp như này. Thì các bạn chỉ việc lấy cái tua vít thôi và một cái cà lê. Cái cà lê này thì một đầu là 10, còn một đầu là 14. Đấy, các bạn sẽ cậy ra như thế này. Đây, xin lỗi các bạn nhé, mình nhớ nhầm. Cái cà lê của cái xe Everest này là một đầu 12, một đầu 14 thì chúng ta sẽ không dùng được, mà chúng ta sẽ cần dùng đến một cái cà lê 10 như này. Các bạn hoàn toàn có thể ra cái cửa hàng kim khí mua cũng rẻ thôi mà, chỉ có 15-20 nghìn thôi. Đấy, cà lê 10, một đầu 10, một đầu trong. Còn tua vít thì các bạn sẽ đổi cái đầu tua vít 4 chấu nhé, thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Đây, thì không có ai cầm máy quay cho nên là mình một tay làm nó hơi vướng. Rồi, các bạn chỉ việc mở khóa thôi để cho ánh sáng nó chiếu vào một cái bức tường nào đấy. Ví dụ như là mình sẽ chiếu vào cái tủ này nhá. Đây, các bạn nhìn rõ không? Thì các bạn hãy chú ý là chúng ta sẽ bật chế độ chiếu xa, tức là bật pha đấy nhá. Bật pha thì nó sẽ sáng cả hai đèn luôn, tức là đèn xa và đèn gần. Các bạn sẽ dễ dàng để nhìn thấy và điều chỉnh hơn. Còn bật cốt thì nó chỉ sáng mỗi cái đèn chiếu gần thôi. Ok, vị trí điều chỉnh thì các bạn sẽ sang phần bên trái của chiếc xe nhé. Cụ thể là phần bên có phanh ấy các bạn, bên có cụm phanh ấy. Thì các bạn sẽ cúi xuống và nhìn ngược lên. Đây, nó sẽ buổi tối nó sẽ hơi khó nhìn và cái góc khuất nó sẽ ở bên phía trong. Nhưng mà mình sẽ cố gắng bật đèn flash và quay chỉ để chỉ cho các bạn cái vị trí ốc đấy. Đây, các bạn có nhìn thấy cái con ốc màu trắng trắng có răng cưa không? Đấy, nó nằm ở dưới cái phần đèn pha phía sau này. Các bạn này, đấy, cái con ốc trắng trắng mình chỉ ở chỗ tua vít đấy. Thì các bạn có thể để ý là ngay khi mà các bạn nhìn thấy con ốc đấy là nó đã có sẵn cái rãnh rồi. Cái rãnh để các bạn đưa tua vít vào rồi và con ốc đấy nó sẽ có cái răng cưa. Sau khi đã tìm thấy cái vị trí con ốc đấy rồi thì các bạn sẽ nhìn như mình chia sẻ, nó sẽ có cái sẵn cái rãnh này để các bạn đưa cái đầu tua vít vào. Và chúng ta sẽ sử dụng đầu tua vít 4 chấu nhé. Đây, mình đã đổi sẵn rồi. Các bạn chỉ việc cho cái tua vít này vào theo cái rãnh này, sao cho các cái rãnh ở trên đầu tua vít nó khớp với các cái rãnh trên con ốc đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, các bạn sẽ xoáy tua vít theo chiều kim đồng hồ, tức là như thế này, để các bạn cho chỉnh đèn pha xuống thấp, tức là chiếu gần. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn nhé. Các bạn sẽ xoáy này, từ từ. Các bạn thấy con ốc nó di chuyển không? Đấy, mình sẽ để hình ảnh ánh sáng ở trên góc màn hình để các bạn thấy luôn. Xoáy theo chiều kim đồng hồ là cho chỉnh đèn pha xuống thấp. Đấy, và khi mà các bạn xoáy thì nó có trở lực rồi nhé. Tức là đèn pha đã xuống tới kịch, mức kịch rồi đấy. Các bạn đừng cố xoáy mạnh tay nữa, nó sẽ hỏng con ốc hoặc nó ảnh hưởng đến cái điều chỉnh của đèn pha. Rồi, ngược lại, các bạn sẽ xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, ngược chiều kim đồng hồ là như này, thì là sẽ chỉnh đèn pha lên cao các bạn nhé. Đây, mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem luôn. Đây, ngược chiều kim đồng hồ là đèn pha lên cao, các bạn nhìn thấy không? Đấy, mình để hình ảnh luôn ở trên màn hình đấy. Các bạn thấy cái đèn pha nó chạy lên cao chưa? Đấy, và tương tự như vậy, khi các bạn chỉnh lên cao rồi ấy, kịch rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy nó có trở lực, thì các bạn đừng cố vặn mạnh thêm nữa nhá, nó sẽ hỏng con ốc, rồi đến lúc đấy là nó ảnh hưởng đến cái quá trình các bạn bảo hành hoặc là sửa chữa sau này. Ok, sau khi mà điều chỉnh cái độ sáng, độ cao thấp, xin lỗi các bạn, độ cao thấp của đèn chiếu sáng nó phù hợp với cái điều kiện sử dụng với cái quãng đường của các bạn rồi, thì các bạn sẽ không cần phải làm gì cả, chúng ta chỉ việc bỏ tua vít ra thôi. Đấy là các bạn sử dụng tua vít nhé. Và các bạn hãy chú ý này, sử dụng tua vít thì các bạn chỉ có thể điều chỉnh bằng cách là ngồi ở phần bên trái của chiếc xe, tức là bên cái phần có cụm phanh ấy. Đấy, thì các bạn mới có cái khe cắm như thế này. Còn nếu như bạn nào sử dụng cái cà lê 10, cho mình một chút nhé. Để mình lấy cái cà lê 10. Đây, cái cà lê 10, một đầu 10, một đầu tròng đây. Thì các bạn cũng sẽ cho cái cà lê 10 này vào trong con ốc này. Cái đuôi của con ốc này ấy, nó sẽ là cái đầu 10 để các bạn đưa cái cà lê
chặn vào cái tràng vào, nhưng mà nó sẽ hơi khó hơn điều chỉnh hơn một chút đấy, cái khoảng không gian nó hơi khó điều chỉnh. Thì các bạn có thể lựa để các bạn xoay cổ lái này nó về phía nào cho nó dễ. Ví dụ như nếu như mình điều chỉnh bằng con ốc thì mình có thể xoay cái cổ lái này sang một một bên phải hết, thì nó sẽ có cái khoảng không ở đây để mình điều chỉnh nó dễ. Còn nếu như cà lê thì mình có thể xoay cổ lái ra như này đó, để đợi mình một chút để mình lấy cái camera cho nó lấy nét đấy. Thì khi mà cho cái cà lê này vào, các bạn hoàn toàn có thể cho cà lê 10 này hoặc là một cái đầu tròng như này. Cái cà lê này nhá, thì các bạn điều chỉnh nó sẽ hơi khác một chút so với cái tua lô vít. Ví dụ như các bạn cho cái cà lê này vào rồi khớp nhà nhá. Nếu như mà để mình chỉ luôn cái chiều lên xuống của cà lê nhá, ví dụ như mình kéo cái cà lê này xuống thì sẽ là chỉnh pha xuống thấp, tức là mình xoáy như thế này. Còn nếu như các bạn đứng từ phía ngồi từ trên xe nhìn vào cái cà lê ấy, thì là sẽ là ngược chiều kim đồng hồ, tức là ngược chiều kim đồng hồ là chỉnh pha xuống đây, xoáy ngược cà lê như thế này là chỉnh pha xuống, các bạn thấy chưa? Còn xoáy cùng chiều kim đồng hồ, tức là xoáy cà lê lên như thế này theo chiều hướng lên trên, thì sẽ là chỉnh pha lên cao đấy. Mình cũng để luôn cái hình ảnh ở trên màn hình để các bạn có thể thấy luôn. Nhưng mà cái cà lê này thì chỉnh nó sẽ hơi khó hơn một chút, và các bạn hoàn toàn sử dụng cái cà lê này, các bạn hoàn toàn có thể ngồi bên trái và ngồi bên phải đều có thể điều chỉnh được các bạn ạ. Nó rất là đơn giản thôi. Mình quay qua video này bởi vì là cái điện thoại của mình nó cùi bắp quá nên là nhìn nó sẽ hơi khó và nó hơi vướng, chứ còn nếu như các bạn điều chỉnh thực tế thì nó rất là đơn giản thôi. Và tất nhiên là trong quá trình các bạn điều chỉnh thì các bạn vừa điều chỉnh, các bạn vừa nhìn vào cái ánh sáng nó chiếu ở trên cái bức tường đấy, để các bạn xem là cái độ cao thấp nó phù hợp chưa. Rồi các bạn chạy thử nữa, tại vì ví dụ như nhiều khi các bạn chạy ở những cái quãng đường ở làng quê chẳng hạn thì nó không bị chói vào mắt người ta, các bạn hoàn toàn có thể để cao một chút để các bạn nhìn rõ đường, nhìn xa đường hơn khi mà các bạn đặt chế độ chiếu xa. Còn nếu như các bạn chạy ở đường trong đô thị hoặc là những cái đường mà nó có hai làn đường ấy, thì các bạn lên chỉnh nó thấp một chút để tránh trường hợp là nó chiếu vào mắt người ta, chói mắt người ta đấy. Cũng như là nếu như các bạn đi ở trong những khu đô thị thì các bạn nên để chế độ đèn cốt, hoặc là như những bạn nào thích thì lên lắp cái bộ tắt đèn, bởi vì ban ngày thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động tắt đèn. Thì đấy chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, chứ các bạn đừng gạch đá nhé. Ok, video này của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cái cách điều chỉnh độ cao thấp của đèn pha này nó rất là đơn giản và nó rất là dễ thôi, chứ nó không phức tạp hay là cầu kỳ gì đâu. Còn nếu như các bạn không muốn tự thao tác ở nhà thì các bạn hoàn toàn có thể đem ra tiệm sửa chữa gần nhất, người ta chỉnh ù một tí là xong thôi. Video này của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Và trong quá trình mình quay video thì các bạn có bất kỳ góp ý nào với mình, có thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người thì đừng ngần ngại để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok,